Chào cả nhà buổi chiều. Giờ là cũng 3 giờ chiều rồi nha. Chúc cả nhà một buổi chiều đầy niềm vui, tràn đầy năng lượng, gặp nhiều thành công. Hôm nay bên mấy cài Nhật Bản tính tài của em xin giới thiệu một con xe Yamaha US36, có mái che mới về nha cả nhà, mới về tại cửa hàng. Giờ em đi chi tiết cho cả nhà xem tham khảo. 36 mã lực đó. Kính đo đầy đủ nha. Yamaha US36 mái che mới về tại cửa hàng máy cài Nhật Bản tương tài. Còn lại đùi sâu quay à. Cái cọc này mới lúc này làm lại ghê lắm. Con này mà về đây chăm bắt đầu con chủ này nè, là mới chát luôn á. Con này xe dữ luôn á. Mới tăng xà bánh nha cả nhà. Yamaha US 36 mã lực. US thì chạy lúc nào cũng đỉnh đâu, chạy nhanh, bắt kim. Ben nghiên là đầy đủ luôn ha, 36 là hoàn toàn. Đây là cái bình đổ dầu nè cả nhà. Đây là cảnh báo ha, nguy hiểm nha. Đổ đổ dầu à, nguy cơ cháy, nó cháy nổ nè. Phần chống ngã nè. Đây là các tem thông số kỹ thuật của lớp à, mọi người tham khảo nha. US 36 nè, em cũng nhập còn nguyên xe luôn. Đùi sau đùi của em nó ơi, 36 là lúc nào u dân US bên em mà bán lúc nào luôn vậy. US thì chạy thuê rồi, chạy nhanh, làm được mọi việc luôn nha cả nhà. Có thể lên luống rồi kéo rồi xới rồi làm tất cả mọi việc. Nói chung là con này là làm, nó gọi là làm rộng luôn ạ. Đây là như chưa nha. Nét trong được. Ở ngoài thì chưa. Đây là như trong đùi nha bạn. Đất đây rồi bám nha cả nhà đó. Bên em thì bên em nó có xịt rửa, nhưng mà xịt rửa rất sơ ở phía ngoài thôi, chứ còn phía trong thì mọi người ai cần rửa sạch hết, khi mà mua nó thì bên em sẽ rửa lại sạch sẽ nha, theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng là thượng đế mà phải phục vụ hết mình. Nhà nhìn dưới gầm nó nè, gầm của em nó nha. US 36 mã lực, đưa toàn bộ như thế nha. Ốc này nó hơi rỉ sét đi cả nhà, có cái mới có cái hơi rỉ sét đi. Nhìn dưới gầm thì đẹp, đùi nhìn to chắc lắm. Mái che mát mẻ. Đây là con US 36 nha. Có một con 35 mới về nữa.
mình sẽ đi chi tiết con 35 cho mọi người quan sát luôn. Và blog sau đã được thay mới nha, 13 26, thay mới rồi. Đây, mâm rim của Nhật luôn. Con này 4 quả lốt thay mới luôn nha cả nhà. 4 quả lốt được thay mới hết. Lớp trước của nó là 86, lớp sau là 1326, 4 quả lốt là được thay mới rồi nên mọi người an tâm mâm cho Vin luôn. Dòng được ưa chuộng. Ưa chuộng này. Nhà này nhìn lên mới này. Ghê không? Vàng ống ánh. Vàng ống ánh. Bô này. Bô mới cho anh xem ăn luôn. Xem ăn luôn. Lọc gió này. Tấm lưới lọc gió này. Lưới bụi ở đây, đất nước, đất nước xanh rừ luôn nha cả nhà, xanh là xanh, xanh ghê không, lời xanh lẹ. Lớp sơn nha cả nhà, lớp sơn rin của nó bị bong ra nha cả nhà nha. Đó. Mình chắc ra này. Sơn rin nó chắc lọt ra. Lọt ra mà mới tăng lên. Mới luôn. Yamaha US 36. Hai cái bơm. Bơm trợ lực. Ui, cái demo sạc này cả nhà. Để xem demo sạc này. Mình ra văn. Đi mua sạc mới luôn. Cũng quạt cách nước thì là đẹp tuyệt vời luôn. Đó là sao. Mới tăng xe băng. Cái con đường lối nào nói nữa. Mã số trên máy này. Mùa đã 18/2/2. Đầu tư chạy bền vừa túi tiền làm được nhiều việc luôn. Động cơ 4TN82, động cơ máy là 4TN82 nha cả nhà. Đó, đây là trơn sơn rồi sóc ra nè, sơn ring rồi nó tóc ra hết. Còn đất luôn. Sơn còn nguyên nha, xịt rửa ra là đẹp.
nguyên luôn. Đây đó. Dưới gầm xe mà cũng đang cho bạn nè. Đó. Độ mà vỉ xét là không bao nhiêu. Sơ sơ thôi. Cái này số sới là ba số sới rồi. Khá là bền. Con này mới lắm. Đấu giá về như thế này. Đứng luôn. Ô đứng bô dài luôn. Bốn máy đất kim. Động cơ bốn máy. Nhớt đây là bên em anh mua thì cái này có thể là giọt nhớt đây nha. Đây là nguyên riêng là máy hút tơ bị bong ra thôi nha cả nhà. Đó, tắt ra thôi nhớ còn mới. Động cơ máy là 4T. Ba mươi sáu mã lực, động cơ 2007, trung tem nguy sinh, bốn máy bách kim. Ghế là nguyên riêng nha, nha. Em rung, ngồi em rô xe mơ luôn. Thoải mái luôn. Dưới ghế là còn đẹp đi. Đây an toàn là đầy đủ. Đây
thông số kỹ thuật. Ngồi để nhớ thấy an toàn. Đang bảng cảnh báo này. Đây là số nha, 123 mo nha cả nhà. Này là số tiếng lùi. US là cả nhà phải mo hết cả số nha, số suối, số chạy rồi thì mo hết thì mới nổ được cả nhà. Mình không mo là mình nổ không được luôn. Chưa có rồi đấy, đi tàu thì bên mình nó đầy đủ hết á. Con này lái thì lắm rồi nha anh. Ôi, em phải đi xe đây mà chạy rồi. Chào cả nhà. Cả nhà xem video nhớ đăng ký và ấn chuông phía bên phải dưới góc màn hình video để theo dõi tất cả những video chính nhất bên mấy tài nhật bản chúng ta nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng, gặt hái nhiều thành công và hạnh phúc. Xin chào, xin cảm ơn. Ai cần thì liên hệ với mình qua số điện thoại đã ghi màn hình nha. Yamaha US 36 máy che.